Một đêm hội ngộ danh gia Diệp Mỹ do Hội Rapa với ông David Dương là chủ tịch được tổ chức lúc 5 giờ chiều ngày 23 tháng 9 năm 2011 tại nhà hàng Đa Đất Tây Hữu Sơn, thành phố Sơn tổ chức biểu tình phát biểu. Đứng tổ chức cuộc bữa tiệc ngày hôm nay nói rằng không có liên hệ và không có tổ mời các quan chức của Tổng lãnh sự. Đó là một cái điều phi lý, bởi vì chính hắn ta đã là cái người đứng ở dưới lá cờ đỏ sao vàng, nhận lãnh huy chương, nhận lãnh cái bằng khen, không mời các quan chức Tổng lãnh sự, nhưng mà đã được nhận chỉ thị rồi thì có mặt Tổng lãnh sự hay không có mặt Tổng lãnh sự, tất cả những chỉ thị đó đều được thi hành, đều được chuyển ra hết. Cách đây mấy tháng ở đèn Lý Tống phát biểu đã từng biểu tình ở tại đây để chống người hội thương gia là mang Việt Cộng. Bây giờ hiện tại cái công cuộc vận động chúng ta gặp rất nhiều khó khăn, vì ngoài những người chống cộng chân chính thì có một số người tuy là rất ít nhưng mà họ có thế lực hoặc là có tiền bạc nhiều hoặc là họ có quen biết lớn, cho nên những cái này bằng cách này hay bằng cách khác họ đã làm ăn với Cộng sản Việt Nam. Ông Nguyễn Cười, hội trưởng Hội Bình Đẳng kêu gọi. Không thấy thì đi về, không thấy thì đi về, kêu ông Dương đi về luôn. Tôi đã nói rồi, nếu phải treo cờ thì tôi vô, không treo cờ tôi không có vô đâu. Không thấy thì về đi, tôi đang đứng ở thì cờ ông nè. Thưa bà con, ở đây chúng tôi thấy có ông Nguyễn Cười, vừa là hội Bạch Đăng, cùng ngải quân với ông Nguyễn Vũ Châu. Bây giờ ông đi và cũng là Diêu Dương Lai. Chúng tôi muốn hỏi ông Nguyễn Cười là bây giờ ông đến đây với lại đoàn biểu tình hay là ông lên ăn với bọn gian dương bắn nước? Rồi, trả lời giúp. Rồi như ông vậy, ông Nguyễn Cười nói rằng ông Nguyễn Cười đang đứng ở đây với đoàn biểu tình. Cảm ơn ông Nguyễn Cười. Đã bọn gian dương chiếc tay để cầm bắn nước. Khi mà giữa hai cái, một cái là ở trên là danh nhân người ta làm ăn, còn một cái dưới đây mình biểu tình. Cái vấn đề với người biểu tình đây là tôi cũng đồng tình với họ, là tại vì bên Việt Nam cũng dừng là cái chế độ đàn áp tôn giáo bất công, dân chúng cũng còn nghèo khổ. Tôi rất đồng tình với những người này họ biểu tình, tại vì những cái danh gia này họ vì quyền lợi cá nhân rồi họ về làm ăn gì kia thì vô tình chung lo giúp đỡ cho Việt Cộng, càng giúp đỡ cho Việt Cộng nó càng khá. Thật sự là người dân vẫn nghèo như thường, tụi nó bỏ luôn già nước giàu thì giờ mấy người ông lớn là hưởng chứ còn dân đâu có hưởng được cái gì. Cái này mưa vô hình chung mấy người danh nhân thì làm giàu cho mấy ông lớn thôi, tiện ra gửi ra ngoại quốc, còn dân thực sự được hưởng được gì đâu. Đàn áp lên đàn áp xuống rồi lý nói tự do, con lợn con trong bị đàn áp như là bị bích miệng luôn từ lai. Thấy là bích đọc báo chí quá nhiều quá rồi, mấy người mà đòi tranh đấu cho dân chủ thấy là bị bắt từ người này đến người khác rõ ràng rồi. Ra tôi rất đồng tình cho những người hợp biểu tình này, tại vì mình cũng là người tị nạn thì đồng chí rất là hiểu. Thì nói tóm lại thì dân nhân đó thì họ cấu chết với mình đó, thì thật sự ra thì với người tị nạn người nào cũng là không có thiện cảm gì mấy hết. Tôi cũng như vậy thôi, tôi cũng là người tị nạn thôi, ở đây 30 mấy năm rồi, là tôi đúng ra với cái chế độ bên cô một người vậy. Nếu mà về có dịp thì về đi thăm thôi, chứ còn nếu mà nói thì trở dở luôn bao giờ. Tại cái chính sách của đó là mình đã biết quá rồi, thì tôi có ý kiến nhiều đó thôi. Thank you.
Thưa anh có cái điều gì để nói với Hiệp hội Doanh nhân ngày hôm nay mà anh có mặt ở đây? Đối với tôi là tôi viết nhà đấu tranh, nhưng mà tôi phản đối cái vấn đề của những cái bọn Việt gian cộng sản về làm ăn ở tại quê hương, và chúng tiếp tay với cái nhà cầm quyền Việt Cộng để làm những cái điều gọi là tàn hại đối với đồng bào của chúng ta ở quê nhà. Vì thế đó cho nên tôi quyết tâm gọi là chống Việt gian cộng sản đến tận cùng, và tôi cũng kêu gọi quý vị là hãy nhìn nhận lại quê hương của chúng ta, một quê hương tan nát dần mà chúng ta không biết bởi cái bàn tay của bọn bạo quyền Việt Cộng. Đó là những cái lời chân tình của tôi muốn nói lên với quý vị trên khắp trên toàn tiểu bang, những tiểu bang của nước Mỹ này. Nhưng mà thưa anh, có trong kỳ họ đầu tư thì họ nói là họ đem công ăn việc làm lại, đem cái học khoa học kỹ thuật về cho quê hương dân tộc, đó cũng là một sự đóng góp. Thì về vấn đề này anh nói như thế nào? Về nếu mà vấn đề mà đóng góp mà về những vấn đề tranh chính thì vấn đề tôi không nói, nhưng mà đây thật sự ra là càng ngày tuổi trẻ Việt Nam càng băng hoại, bởi vì tuổi trẻ Việt Nam chỉ biết kiếm tiền ba ngày để mà dùng để chi tiêu cho những cái cuộc họp đêm gọi là tàn tệ, và sẽ đưa tuổi trẻ Việt Nam đến tận cùng của hố sâu vực thẳm mà Đảng Cộng sản Việt Nam không biết những cái điều này là những cái điều gọi là vô nhân đạo đối với tuổi trẻ ở tại quê hương. Và những cái người làm ăn doanh nhân của từ ở Hoa Kỳ về Việt Nam làm ăn chỉ là tiếp tay với chế độ bạo quyền cộng sản để đàn áp đồng bào của chúng ta tại quê nhà qua những cuộc biểu tình vừa qua. Mà chúng ta hãy nhìn nhận rằng là nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam là một chế độ vô nhân đạo. Dù không là ngày cuối tuần, hàng trăm người đã kéo đến biểu tình bày tỏ thái độ chống việc hợp tác làm ăn của hội và ba với cộng sản Việt Nam. Những danh gia đến lẻ tẻ giữa những tiếng hô đã đảo, và để đối phó, ban tổ chức đêm hội ngộ đã cho đoàn lân đập trống và thèn la để ác những tuyên bố lên án và những khẩu hiệu của đoàn biểu tình. Bên trong nhà hàng Dynasty, khoảng 200 danh gia đã đến dự. Ông David Dương, chủ tịch và bà phát biểu. Việt Mỹ không ngoài gì hết, ngoài và chỉ có mục tiêu là sẽ tạo ra những cái mixer, những cái cuộc này thường xuyên trong cái tình hình kinh tế hiện nay rất là khó khăn, cho nên chúng tôi muốn tạo những cái cơ hội để cho anh em thương gia người Mỹ gốc Việt được cái cơ hội chúng ta cùng gặp gỡ với nhau, chia sẻ những kinh nghiệm, những khó khăn trong thời đại hiện đại, cũng như là làm sao để chúng ta có thể đoàn kết được với nhau để mà có thể giữ được cái thương mại của mình trong tình hình kinh tế hiện nay. Đề mà đặt ra thì là có một số coi như là đồng bào đang đứng coi như biểu tình ở ngoài kia để chống đối, thì thưa tôi, cái cảm nghĩ của tôi thì nếu tôi cũng như họ, tôi cũng sẽ là như họ, là thì tôi là một người tị nạn, là một thuyền nhân ra đi. Đó, nhưng mà mỗi một cái hoàn cảnh trong lúc ra đi thì mỗi một người có một hoàn cảnh khác nhau, và khi đến đặt chân tại cái đất nước thứ ba chúng ta sống thì mỗi một người cũng có một hoàn cảnh khác nhau, mỗi gia đình có hoàn cảnh khác nhau. Vì vậy tôi chỉ là thông cảm và hiểu được những gì mà họ đang chống. Còn cái việc mà cái anh em làm ăn thì như đã nói, hội không khuyến khích anh em về đầu tư ở Việt Nam hay làm ăn ở Việt Nam hoặc là đầu tư nơi bất cứ một nơi đâu. Tại cái việc làm ăn thì cái sự phát triển của mỗi anh em, cho nên anh em có đầu tư nơi bất cứ nơi đâu đi nữa hoặc là làm cái gì đi nữa thì cái hiệp hội này đứng ra để ủng hộ anh em, để cùng một tiếng nói, vì đây là cái hội chỉ dành riêng cho người Việt gốc Mỹ. Thưa tôi nhấn mạnh lại, người Việt gốc Mỹ. Thành ra đây là cái hiệp hội này chỉ muốn làm sao để kết hợp được tất cả những người thương gia trên đất Hoa Kỳ này để chúng ta cùng có một tiếng nói mạnh. Vì chúng ta có được một tiếng nói mạnh thì tất cả những gì cộng đồng chúng ta muốn sẽ được đặt lên là một cái nền tảng để chúng ta có thể đòi hỏi được. Những tiếng nói từ trong nước nhắn gửi đến những doanh gia ở hải ngoại khi đầu tư về Việt Nam. Dân chủ, nhân quyền, ở Việt Nam. Và tôi cũng đã trải qua những năm tháng trong nhà tù của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nên tôi vẫn tiếp tục đấu tranh, kiên trì trong nước bằng các tổ chức ôn hòa trong hơn 5 năm được trở ra khỏi tù. Có được biết là hiện nay có nhiều người Việt đi làm, chúng ta tạm gọi là những Việt kiều sống ở khắp nơi trên thế giới, muốn trở về trong nước đầu tư để
thì thực tế là Đảng Cộng sản Việt Nam đã dập khuôn bắt chước theo cái mô hình Trung Quốc, là khi mà họ đã cố tình và cố gắng nỗ lực hết sức để cái gọi là xây dựng chủ nghĩa xã hội mà đi vào con đường bế tắc. Thì cái việc này thì cũng phần giai đoạn đầu và hiện nay thì cũng họ cũng đã giúp cho cái tình cảnh đất nước cũng đỡ khó khăn hơn trước, cũng xóa được bớt cái đói nghèo trong bộ phận người dân. Việc mà đồng bào hải ngoại hay là những nhà đầu tư ở các nước lớn trên thế giới, đặc biệt là những nước phát triển dân chủ như ở phương Tây và Hoa Kỳ đầu tư vào thì cũng có những ý nghĩa tích cực theo cái hướng mà giúp đỡ Việt Nam bớt đói nghèo, phát triển lên. Nhưng mà tuy nhiên, thưa quý vị, cái gì nó cũng có các mặt khác của nó. Đó là cái mặt mà nhà nước này vẫn còn duy trì đến tổng tài quản lý. Nếu như những người Việt tị nạn ở bên ngoài mà giàu có kỹ thuật trong tay, có vốn liếng, có nhân lực và có tấm lòng, có tâm huyết với đất nước, thì nhân dân trong nước là những người đấu tranh dân chủ chúng tôi rất hoan nghênh. Nhưng các vị cũng phải chú ý đến khía cạnh chính trị, đến khía cạnh nhân quyền, dân chủ mà nhân dân Việt Nam hiện nay chưa được hưởng. Nếu như chúng ta chỉ đầu tư chạy theo lợi nhuận và với mục đích thì là tiền bạc, quên đi những cái khía cạnh chính trị, nhân quyền, thì vô tình hoặc là cũng là cố ý chúng ta đã tiếp máu cho cái nền độc tài quản trị tiếp tục được sống, được dung dưỡng và tiếp tục trả đạt quyền con người nhà nước. Tôi chỉ mong là quý vị phải dùng cái sức mạnh về tiền vốn của mình, về kỹ thuật của mình, cái thế vị thế chính trị của mình là người Việt là rất nước ngoài. Khi mà trở về đây đầu tư thì cũng nên xem hết tất cả những khía cạnh, nhưng tôi đã phân tích ở trên ấy là ngoài ra chưa kể ở trong nước hiện nay là cái hệ thống luật pháp không được minh bạch, và nhiều khi nhà cầm quyền ở trong nước đăng ra rất nhiều những cái bẫy để mà tước đoạt tài sản và làm thiệt hại, muốn biến làm đánh vào cái tâm huyết của chính những người Việt tị nạn đã có lòng với đất nước, như các trường hợp như ông Bình Trả Ngọ ở Hà Lan, như Nguyễn Gia Thiểu ở Pháp, rồi là như một Việt kiều rất nổi tiếng ông kỹ sư Cảnh An ở Nhật Bản, khi chở mang vụ hàng triệu đô la về đây để đầu tư mở mang cho đất nước